Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái bài thuốc chữa chảy máu dạ dày ở ruột, hay còn gọi là xuất huyết đường ruột, xuất huyết dạ dày, và những bạn bị nôn ra máu, bị chảy máu cam hoặc là xuất huyết ở mũi, và những bạn bị tiêu chảy từ một cái cây thuốc rất là quen thuộc. Các bạn xem video, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video tiếp theo, và hãy comment vào bên dưới để cùng nhau đóng góp ý kiến. Đặc biệt là các bạn nhớ chia sẻ cái video để cho mọi người biết rõ hơn về cái công dụng của những cái cây thuốc và cái bài thuốc, để khi cần thì mọi người biết cách sử dụng nha các bạn. Và cái cây thuốc mình muốn chia sẻ là cái cây màu gà trắng. Thì đây là cái cây màu gà trắng. Thì cái cây màu gà trắng thì nó được người dân dùng để mà điều trị các cái bệnh về đường ruột, bị xuất huyết, rất là hiệu quả và lành tính. Đặc biệt là nó được sử dụng làm thuốc rất là phổ biến ở trong đông y. Thì nhờ vào cái sự hiệu quả và lành tính cho nên là nó được truyền tai cho tới ngày hôm nay các bạn. Thì cái cây màu gà này là thường nó mọc hoang, nó mọc ở những cái vùng đất trống, và ở những cái vùng đất nào mà tốt á, thì cái cây màu gà này nó mọc tới 2 mét. Và các bạn để ý là cái hoa của nó thì nó có màu hồng hoặc là màu trắng nhạt. Trong cái hoa thì nó có rất là nhiều hạt, và cái hạt của nó màu đen hoặc là màu nâu đỏ thì nó rất là bóng. Và người dân thì thường thu hái cái hạt và cái hoa để mà làm thuốc, và hái cái lá non để mà nấu canh ăn. Thì cái cây màu gà thì nó là một trong những cái bài thuốc rất là lành tính, và nó điều trị rất là hiệu quả, cho nên là người dân thường thu hái để mà để dành làm thuốc. Và cái bài thuốc mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái bài thuốc chữa xuất huyết đường ruột, xuất huyết dạ dày, thì nó sẽ gồm các cái vị: hoa màu gạo trắng 16 gram, nếu mà mình dùng tươi thì mình dùng 60 gram toàn cây, dùng khô thì 16 gram hoa màu gà, 30 gram lá huyết dụ và 30 gram rễ chỉ thiên. Thì tất cả các cái nguyên liệu các bạn đem rửa sạch và sắc lấy nước uống hàng ngày, thì các bạn kiên trì sử dụng thì sẽ thấy cái việc mà mình điều trị cái việc mà bị xuất huyết đường ruột, xuất huyết dạ dày nó sẽ cải thiện rất là rõ và nó hết hẳn nếu mà mình kiên trì sử dụng. Cái bài thuốc chữa chảy máu cam hoặc là xuất huyết ở mũi thì nó sẽ gồm các cái vị: hoa màu gà trắng 30 gram, cỏ nhỏ nồi 30 gram hay còn gọi là cỏ mực. Thì các bạn sắc lấy nước uống mỗi ngày, mỗi ngày mình dùng một thang, thì các bạn cũng kiên trì sử dụng thì sẽ thấy rõ kết quả là mình sẽ hết hẳn máu cam bất ngờ, và mình cũng không hết hẳn bất ngờ luôn các bạn. Và cái bài thuốc chữa tiêu chảy thì nó sẽ gồm các cái vị: hoa màu gà trắng 30 gram, 30 gram cây ngải cứu, các bạn đem sao vàng và sắc lấy nước uống thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng là mình bị tiêu chảy phân lỏng. Đây là một cái bài thuốc rất là lành tính ở trong dân gian sử dụng. Và qua cái video này, mình muốn chia sẻ cho các bạn biết rõ hơn về cái công dụng của cái cây màu gà trắng dùng để mà chữa xuất huyết dạ dày, xuất huyết đường ruột. Và các bạn có thể lên Google, các bạn tìm hiểu thêm về cái thông tin của cái cây hoa màu gà trắng. Thì các bạn xem video, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo, và chia sẻ cái video để giúp cho nhiều người biết rõ hơn về cái công dụng của cái cây màu gà trắng, cũng như cái bài thuốc, để khi cần thì mọi người biết cách sử dụng nha các bạn. Mình cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều.